Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Kinh cúng tứ thời, bàn luận ý nghĩa cao sâu của bài Khai Kinh. Bài Khai Kinh xuất xứ từ bài Khai Kinh Kệ trong quyển kinh Huyền Môn Nhật Tụng, từ Trung Hoa truyền sang nước ta đến năm Ất Sửu dương lịch 1925, được đức Lữ Tổ Thuần Dương giáng cơ ban cho sau khi diễn ra chữ Nôm. Nội dung bài Khai Kinh Kệ có 4 câu. 1. Trấn hải mang mang thủy nhật đông. 2. Vãn hồi toàn trượng chủ nhân công. 3. Yếu tri tam giáo tâm nguyên hiệp. 4. Trung thứ từ bi cảm ứng đồng. Dịch nghĩa như sau: Khai Kinh Kệ là bài kệ mở đầu cho các bài kinh cúng phía sau. Câu 1: Trấn hải mang mang thủy nhật đông, nghĩa là biển trần bát ngát, mênh mông nước, mặt trời ở phương đông. Câu 2: Vãn hồi toàn trượng chủ nhân công, nghĩa là vãn hồi được là hoàn toàn nhờ vào đấng Thái Thượng Đạo Tổ. Câu 3: Yếu tri tam giáo tâm nguyên hiệp, nghĩa là những điều trọng yếu của tam giáo cần biết là do cái tâm làm gốc cho sự hòa hợp. Câu 4: Trung thứ từ bi cảm ứng đồng, nghĩa là thuyết trung thứ của Khổng giáo, thuyết từ bi của Phật giáo, thuyết cảm ứng của Tiên giáo đều đồng như nhau. Đại ý nội dung bài kinh muốn nói: đạo mở ra ở phương đông, giữa biển trần khổ mênh mông nước, đều nhờ vào đấng Thái Thượng Đạo Tổ. Muốn biết yếu lý của tam giáo, phải dùng tâm làm gốc cho sự hòa hợp với đạo. Học thuyết trung thứ của Khổng giáo, từ bi của Phật giáo, cảm ứng của Tiên giáo đều đưa đến mục đích tu hành đồng như nhau. Tất cả đều dùng tâm làm gốc, phải hiểu cái lý cao sâu ấy. Bài kinh được diễn ra chữ Nôm, có 12 câu, bằng thể thơ song thất lục bát của Việt Nam như sau: Biển trần khổ vơi vơi trời nước, ánh thái dương dội trước phương đông. Tổ sư Thái Thượng Đức Ông, ra tay dẫn độ dày công giúp đời. Trong tam giáo có lời khuyến dạy, gốc bởi lòng làm phải làm lạnh. Trung dung Khổng Thánh chỉ rành, từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhân. Phép tiên đạo tu chân dưỡng tánh, một cội sanh ba nhánh in nhau. Làm người rõ thấu lý sâu, sửa lòng trong sạch tụng cầu thánh kinh. Đại ý nội dung bài dịch diễn ra chữ Việt cũng như chữ Hán ở trên. Trong bài kinh này, chúng ta chú ý cái lý sâu trọng tâm ở hai câu: yếu tri tam giáo tâm nguyên hợp, trung thứ từ bi cảm ứng đồng. Hai câu này tóm tắt ý nghĩa gom lại như sau: muốn biết đạo lý của tam giáo thánh tiên Phật, phải lấy tâm làm gốc để hòa nhập vào. Đồng nghĩa với câu kinh mở đầu bài niệm hương: đạo do tâm hiệp, và học thuyết của tam giáo cũng đồng nhất như nhau, cũng cùng một gốc sinh ra từ đấng tạo hóa sắp đặt trong quy luật thiên điều để giáo dục cho nhân sanh tiến hóa theo bát hồn vận chuyển. Từ vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhân loại tiến lên thần thánh tiên Phật. Câu kinh đạo do tâm hiệp hay đạo gốc bởi lòng thành tính hiệp và yếu tri tam giáo tâm nguyên hiệp cũng có ý nghĩa giống nhau, là lấy tâm làm gốc để hòa nhập vào đạo, vào học thuyết tam giáo từ đạo mà ra. Câu kinh đạo do tâm hiệp đã phân tích ở bài niệm hương rồi. Giờ đây chúng ta luận bàn sâu về phần học thuyết tam giáo đồng như nhau, cũng cùng một gốc sinh ra, cũng cùng mục đích giáo hóa nhân sanh tu tiến lên thần thánh tiên Phật.
theo Phật giáo, căn bản cho người vào cửa Phật phải thực hiện đầy đủ về tam quy ngũ giới như sau. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Ngũ giới là nhất bất sát sanh, nhị bất du đạo, tam bất tà dâm, tứ bất tưởng nhục, ngũ bất vọng ngữ. Theo tiên giáo, căn bản cho người vào cửa tiên là tu chân, phải tịnh luyện đầy đủ về tam bửu ngũ hành. Tam bửu là tinh khí thần, ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Tam bửu ngũ hành ở ngay trong cơ thể của con người. Tam bửu bao gồm tinh là xác phàm, khí là bộ não và tư duy suy xét của con người, thần là điểm linh quan, là Phật tánh do Thượng Đế ban cho. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tương ứng với ngũ tạng trong cơ thể con người. Tâm thuộc hỏa, can thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phế thuộc kim, thận thuộc thủy. Theo Thánh giáo phương Đông của Khổng Phu Tử, người vào cửa Khổng sân trình phải rèn luyện đầy đủ về tam can ngũ thường. Tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính. Tóm lại là tam quy ngũ giới của Phật giáo, tam bửu ngũ hành của tiên giáo, tam can ngũ thường của Thánh giáo. Nếu suy nghiệm cùng tột lý lẽ và quán xét bằng huệ tâm thì sẽ thấy những sự tương đồng và cùng một mục đích giáo hóa nhân loại tu tiến lên thần thánh tiên Phật. Tùy theo bổn giác của mỗi người, hoàn cảnh đời sống của quốc gia, xã hội và gia đình cùng duyên phận nghiệp lực của mình mà tu hành cho thích hợp. Theo câu kinh sám hối, trích đoạn như sau: tu tâm sửa tánh ăn năn, ba diền nắm chặt, năm hằng chớ lơi. Ngặt có kẻ tưởng trời tin Phật, mà trong lòng chẳng thật kỉnh thành. Lâm nguy nguyện vái làm lành, tai qua rồi lại dạ đành phụ vong. Chớ thái quá, đừng lòng bất cập. Phép tu hành luyện tập nhiều ngày, làm lành xem phải nói ngay. Giữ ba điều ấy thiệt rầy phước duyên. Bàn luận thêm bốn câu cuối bài khai kinh, phần dịch nghĩa ra chữ Việt như sau: Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành, từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhân. Phép tiên đạo tu chân dưỡng tánh, một cội sanh ba nhánh in nhau. Chúng ta biết rằng Trung Dung là một học thuyết rất cao siêu của Nho giáo, tương đồng với học thuyết trung đạo của Phật giáo. Chữ Trung có nghĩa là không thiên lệch, là con đường chánh trong thiên hạ. Chữ Dung là không thay đổi, là lẽ nhất định trong thiên hạ. Tất cả mọi việc ở trên đời này đều có cái mức trung bình thích đáng và chính xác. Chưa đến mức ấy thì việc làm phải sai, còn vượt quá mức ấy thì việc làm cũng không đúng. Mức quân bình ấy gọi là trung. Như vậy Trung Dung là cái mức quân bình thích hợp trong tất cả mọi sự vật và con người, cũng như trong tất cả tác động của trời đất. Thí dụ như vũ trụ có âm dương quân bình, nhật nguyệt quân bình, thì khí hậu điều hòa, nắng mưa ổn định, thì mọi sinh vật sống theo tự nhiên sẽ tươi tốt phát triển. Cơ thể con người nếu âm dương khí huyết quân bình thì ngũ tạng điều hòa, tạo ra sức khỏe tốt, không mang bệnh tật. Trong bài khai kinh kệ phần nguyên bản Hán văn có nói về Trung Thứ là phần đối nhân xử thế của con người với con người. Sách Trung Dung có dạy: Trung Thứ vi đạo bất viễn, thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệt vật thi ương nhân. Nghĩa là Trung Thứ thì cách đạo không xa. Hễ điều gì làm cho mình mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Câu kinh từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhân. Chúng ta biết rằng lòng từ bi là đức hạnh đặc trưng của Phật giáo. Chữ từ là lòng thương yêu bao la của Phật đối với chúng sanh. Chữ bi là lòng trắc ẩn thương cảm
với các cảnh khổ não của chúng sanh và luôn muốn giúp chúng sanh thoát cảnh khổ não đó. Câu kinh Từ Bi Phật Dặn Lòng Thành Lòng Nhân là tiền đề cho người tu theo Phật giáo, nghĩa là Phật dặn phải có lòng từ bi, lòng thành thật và lòng thương yêu khắp chúng sanh. Nếu không có đức hạnh bằng lòng thương yêu và thành thật thì vào cửa Phật tu hành bất cứ pháp môn nào cũng không bao giờ đạt thành chánh quả. Câu kinh Phép Tiên Đạo Tu Chân Dưỡng Tánh, tu theo tiên giáo là tu chân dưỡng tánh. Tu chân là luôn luôn sửa đổi tâm tánh phàm tục ô trược đi vào khuôn viên đạo đức, từ hữu hình sắc tướng trọng trược với ham muốn ngũ dục ở thế gian và danh lợi quyền. Người tu phải sửa bỏ dần đến chân chánh tinh khiết, không vướng bận gì về cõi tục nữa, để tiến về đạo là trong sạch và vô vi. Đạo Đức Kinh có câu: Vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi. Nghĩa là học đạo thì mỗi ngày mỗi giảm bớt và giảm bớt nữa cho đến vô vi. Hai chữ dưỡng tánh có ý nghĩa như sau: dưỡng là nuôi dưỡng, là chăm sóc tốt để phát triển. Tánh là bản thể biểu lộ của tâm, bên trong là tâm thể hiện ra ngoài là tánh. Đức Hộ Pháp dạy: tánh là chân tướng của chân thần, tâm là chân tướng của chân linh. Chúng ta biết rằng theo luật tam thể sát thân thì mỗi con người đều được tạo hóa cấu trúc có ba phần. Một là sắc phàm, có sắc tướng hữu hình, mắt thường nhìn thấy được. Hai là chân thần, là bộ não có tư duy, suy nghĩ, tạo sinh lực và điều khiển sắc phàm. Chân thần là bán hữu hình, có phần thấy được là bộ não, mạch máu, dây thần kinh. Phần không thấy được là tư duy, suy nghĩ, phán đoán để đưa ra hành động. Ba là chân linh, là phần vô hình ẩn tàng trong thể xác, để dạy dỗ điều khiển chân thần đi theo đường thiên lý đạo đức của tạo hóa. Phần chân linh này được con người nhận định, đặt tên là tâm, là Phật tánh, vốn trong sạch tinh anh, có linh giác, còn gọi là linh hồn. Như vậy, theo tiên giáo, tu chân dưỡng tánh nghĩa là luôn luôn chăm sóc, sửa chữa chân thần và linh hồn vào khuôn viên đạo đức, thuận tùng thiên lý, điều chỉnh từ hữu hình sắc tướng của đời sống sinh hoạt con người ở thế gian, vương mang lục dục thất tình ô trược, được cởi mở và loại bỏ dần, để đi đến tinh khiết trống không, rồi trở về vô vi, hòa nhập vào đạo. Đây là điểm tương đồng với thuyết sắc không của Phật giáo trong Bát Nhã Tâm Kinh. Từ vô vi do duyên hợp tạo ra sắc tướng, từ sắc tướng hết duyên hợp trở về không. Tóm lại, ba nền tôn giáo lớn Thánh Tiên Phật cũng đều lấy tâm tánh là hai phần, gồm chân thần và chân linh của con người làm gốc để tu hành đạt đạo. Vì hai phần chân thần và chân linh được tồn tại vĩnh viễn ở cõi vô vi, tội phước tạo ra ở thế gian khi còn ở xác phàm, đến lúc xác phàm hữu hình bị hủy hoại thì còn chân thần và chân linh gánh chịu để luân hồi chuyển kiếp, thực hiện luật nhân quả và tiến hóa của thiên điều ở cõi vô vi. Còn xác phàm hữu hình hữu hoại theo luật sinh lão bệnh tử ở thế gian, nên nó chỉ là phương tiện cho chân thần và chân linh tạo nghiệp. Ba tôn giáo lớn Thánh Tiên Phật đều dạy đồng nhất về tâm tánh như sau: Nho giáo dạy tồn tâm dưỡng tánh, Tiên giáo dạy tu tâm luyện tánh, Phật giáo dạy minh tâm kiến tánh. Câu kinh Một cội sanh ba nhánh in nhau có hai ý nghĩa: một là ba mối đạo lớn như Thánh Tiên Phật được mở ra để giáo hóa nhân sanh đi vào khuôn viện đạo đức theo luật tiến hóa và luật nhân quả của thiên điều, cũng từ một gốc của đấng tạo hóa sinh ra. Hai là học thuyết tam giáo cũng thống nhất như nhau:
hướng dẫn nhân sanh tu hành tập trung vào tâm và tánh, là hai phần chân thần và chân linh tinh khiết để hòa nhập vào đạo trời ở cõi vô vi, đang lưu hành và điều khiển thế giới hữu hình ở trần gian giả tạm này. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có hai bài thơ xác định như sau. Bài 1: Tam giáo từ xưa vốn một nhà, người sau lầm tưởng vọng chia ba. Minh tâm nay hiểu đường chơn giả, mẫn tánh mới thông nẻo chánh tà. Thích đạo tỷ như hành bộ khách, tiên nho ví tợ chiếc đò qua. Muôn ngàn kinh kệ do nơi chữ, tam giáo từ xưa vốn một nhà. Bài thứ hai bằng chữ Hán như sau: Tường quang nhất khí chiếu minh đông, tam giáo quy nguyên giữ cộng đồng. Phật pháp khuyến chơn quy mỹ tục, nho tông phục thế hưởng thuần phong. Diệu huyền chân đạo tu tông hướng, mê hoặc tà mưu khả tự phòng. Thế thượng dục tri thiên sứ đáo, tam kỳ phổ độ lập kỳ công. Bài thi được dịch nghĩa như sau: Tường quang nhất khí chiếu minh đông, nghĩa là có một khí sáng lạnh chiếu sáng ở phương đông. Tam giáo quy nguyên giữ cộng đồng, nghĩa là ba tôn giáo cùng quy về một gốc, cùng chung với nhau giáo hóa nhân sanh. Phật pháp khuyến nhân quy mỹ tục, nghĩa là giáo lý của Phật khuyên con người trở về với tục lệ tốt đẹp, thí dụ như thờ trời kính Phật. Nho tông phục thế hưởng thuần phong, nghĩa là đạo nho làm cho đời trở lại hưởng thuần phong, là phong tục tốt đẹp đã có từ lâu. Diệu huyền chân đạo tu tông hướng, nghĩa là nền chân đạo huyền diệu, ý nói tu chân của đạo tiên, nên hướng tự tu hành về đó. Mê hoặc tà mưu khả tự phòng, nghĩa là mưu kế tà quái mê hoặc nhân sanh khá tự đề phòng. Thế thượng dục tri thiên sứ đạo, nghĩa là trên trời muốn biết các thiên sứ thọ lệnh thiên đình đã đến. Tam kỳ phổ độ lập kỳ công, nghĩa là hãy lập công quả lớn trong đại đạo tam kỳ phổ độ. Tóm lại, đại ý bài khai kinh muốn nói với chúng ta ba điều chính yếu như sau. Một là phải dùng tâm để học hiểu yếu lý của tam giáo thánh tiên Phật. Hai là học thuyết tam giáo tương đồng như nhau để giáo hóa nhân sanh theo phân tích ở phần trên. Ba là tam giáo cũng cùng một nguồn gốc sinh ra từ cõi vô vi ở thiên đình, lãnh lệnh thượng đế xuống thế gian mở đạo giáo hóa chúng sanh. Cũng từ nội dung bài khai kinh này cho chúng ta một suy nghĩ: con người sống trong quả địa cầu này cùng một nguồn gốc sinh ra, đều có một xác phàm, một chân thần và một linh hồn giống như nhau, cùng chung sống và tuân hành theo quy luật của thiên điều để tiến hóa trong bát hồn vận chuyển, cùng được giáo hóa đạo đức của tam giáo tương đồng như nhau. Nên trong bầu trái đất này, con người là anh em với nhau có phải không? Bài luận bàn đến đây là hết. Có nhiều sai sót, kính nhờ đồng đạo chỉ dạy bổ sung thêm cho được tốt đẹp hơn. Thốt nốt, ngày 27 tháng 2 năm Nhâm Dần, dương lịch ngày 29 tháng 3 năm 2022. Thường tâm. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.